Thật may mắn khi tôi được trở thành một trong thành viên của Spot House đầu tiên. Mỗi ngày làm việc với những đồng nghiệp nơi đây luôn cho tôi thấy niềm vui và hiểu biết hơn mỗi ngày. Cùng theo mình để chuẩn bị cho một ngày làm việc tại Spot House nhé! Với tôn chỉ ngoài đem lại hương vị lẩu Hồng Kông trọn vị nhất Hà Thành, nhà hàng luôn cố gắng đem lại không gian ấm áp và đầy cảm xúc nhất bằng những điều nhỏ nhất trong mỗi không gian. Còn đây là chị quản lý của mình. Nhìn chị hiền lành nhưng lại vô cùng khắt khe trong công việc. Trong mỗi lần đón khách, chị luôn đi kiểm tra một cách kỹ lưỡng từng khu vực, phân công việc cho mọi người. Mỗi vị khách đến với Spot House, mình luôn rất vui vì được phục vụ và được đem lại phút giây thư thái nhất cho mọi người. Được tự hào tư vấn về 6 vị lẩu Hồng Kông nổi tiếng, được Bếp Trưởng cất công tìm tòi, vi hành rất nhiều năm ở nước ngoài để đem về Việt Nam với một tâm huyết là đem lại 6 hương vị cùng một thương hiệu, đem lại nhiều giá trị nhất cho thực khách. Vì thế, mỗi vị khách tới Spot House ngoài thưởng thức hương vị lẩu chua cay nổi tiếng thì cũng vẹn lành thưởng thức hương vị ngọt ngào, xinh êm xứ Hồng. Sau mỗi ca làm việc mệt mỏi nhưng vô cùng hứng khởi, chúng mình luôn dành cho nhau phút giây trò chuyện để chia sẻ nhau những câu chuyện thú vị của mỗi ca làm việc, cũng như để hiểu nhau hơn. Một ca làm việc của mình là như vậy đó. Mai Minh xin chào mọi người, rất mong được phục vụ mọi người tại Spot House nha.